Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Black Zombie 2, game hoa quả nổi giận phiên bản Trung Quốc. Và bây giờ mình sẽ vô mình mua cái rương vàng để xem coi mình sẽ được cái gì đây. Đó, được mấy cây mới kìa các bạn. Đây, một cây mới luôn. Quá là thú vị luôn các bạn ơi, một ông già mới luôn. Ok, mình sẽ mua thử cái rương nữa nha các bạn, xem nó cho mình cái gì mới nữa. Ten ten, một cái cây màu xanh lè xanh lét đây nè. Một cái anh bạn này mới nãy, cái rương hồi nãy có rồi. Hoa này là hoa ngôi sao màu hồng. Một con khỉ, một chùm nho. Ok. Cái bông này gọi là cái bông siêu phá hoại nè. Bông này là bom nổ á các bạn. Ok, được rồi, mua hai cái rương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài gọi là quậy thôi. Ok, đâu rồi, móc đâu rồi. Đây là cái map mới mà bên cái game phiên bản Việt Nam không có nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vô quậy, mình quýnh tới màn số 3 rồi. Khá là thú vị luôn. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Và mong các bạn hãy đăng ký kênh, theo dõi, ủng hộ cho mình. Và bây giờ mình sẽ cho cái gọi là hoa bom nổ này cho các bạn xem. Test bông mới. Ok, được hai cái bông mới. Mình sẽ test hai cái cây này cho các bạn xem nha, coi sức mạnh của nó ra sao. Ok baby, chúng ta bắt đầu thôi nào. Ok, đâu rồi, giác hoa mặt trời ra trồng nè. Đó, nhạc nghe tần tăng rất là thú vị luôn. Ok, được ba vô trồng liền được hai cây mặt trời. Cản bớt ấy, chết lộn, bấm lộn, chết rồi, nó vô nó ăn hoa quả của mình hết. Giác em bé thả bom này ra mới được. Thả bom bé. Nó thả trái bom rồi các bạn. Giờ mang tiền chứ. Bùm. Nó thả trái bom bó tài luôn. Ok, anh sẽ cho thêm cái này để cho nó thả bom tiếp. Ok baby. Xây nguyên vàng thả bom này, cái bộ có lý này các bạn. Bùm. 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 chết rồi, cái thằng này nó lo, nó lì quá. Ây chết rồi, mình trồng bụi lộn cái bông này phải trồng dưới mới đúng. Nó bơm gọi là bơm này nó bay từ từ mà nó còn lết lết nữa các bạn ơi. Và đây là hồ lô, bình hồ lô. Cậu hồ lô này khá là lợi hại đó các bạn. Đây, hãy xem chú ấy phun nè. Đó, một phát một banh chành luôn. Ok, cho thêm một cái cây này ra đây nữa, cho thấy sức mạnh của những trái bom. Đóng băng thần trưởng. Nó vừa đóng băng thần trưởng mà vừa thả bom nữa, vậy mới thú vị. Bom bi các bạn ơi, bom này không biết bom này chắc bom bi rồi. Ôi, mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của trái bom. Hãy xem đây, ầm, bơm màu đỏ luôn á. Ok, đây mình sẽ giác cái mấy cái cây này gọi là đóng băng thần trưởng. Ơi, chết rồi các bạn ơi, buộc phải xài tiền chiêu rồi, không ổn rồi. Cái con này nó lết vô tới đây rồi, mình không thể nào mà mình để cho nó sống sót mà nó gọi là nó rời khỏi cái chỗ đó được. Phải xài tới bom nguyên tử thôi. Cản chân thần trưởng luôn. Lấy xây hai vàng. Ok, xây hai vàng luôn đi, cho nó tốc độ. Đây, bom bi thần trưởng đây. Dạ, trưởng. Ok, nó nổ banh sáng hết rồi, nó nổ rồi là từ lưu hột dưa luôn rồi các bạn ơi. Bù.
Bombi thần trưởng. Ok, sau sau một hồi gọi là Bombi thần trưởng á, thì xúc cái cây này ra chỗ khác coi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gọi là trồng thêm một cái cây băng, giống băng nữa, nó cho bom nó thả nè. Còn có phim gọi là Bom giết zombie, một bộ phim mới mà mình vừa biết ra luôn. Cái cây thái cực này hình như nó làm cho cái hoa của mình nó tươi nè các bạn. Ok, để mình xúc cái hoa của mình dẹp đi, dẹp đi. Rồi xúc cái hoa mình mới xúc cây hoa dẹp xong á là nó quên luôn rồi, chưa kịp làm gì nữa luôn á. Ok. À, và bây giờ chúng ta đã có gọi là cái hồ lô rồi đó, gọi là bảy anh em hồ lô đó, mở mắp hồ lô rồi đó. Bây giờ chúng ta quýnh là lá tê mạng số 4 rồi, nó có cái gì thú vị hấp dẫn tiếp theo nha. Nè 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 ok, cái gì đây? Có hai cái thái cực, hình như là hai cái thái cực này là nó sẽ tăng cái sức mạnh của mình lên đấy các bạn. Giờ sử dụng bombi thần trưởng hay là sử dụng điện giật thần công đây? Cho mình cái điện giật này không? Ok được nè, để mình test thử mấy cái con này coi. Cái điện giật thần công này mình chưa test thử luôn á. Action. Ok, chiến đấu thôi nào anh em ơi. Đây là mấy cái món mà con zombie nó chạy tới để nó lụm. Lúc nãy cái video trước là mình thấy mà mình không biết nó là cái gì, thật sự là không biết, bây giờ mới biết. Cuối cùng là mấy con zombie lụm mấy cái cây này rồi tấn công mình. Ok, lại mới vô mà thả bom cho cái con này nó cũng kỳ. Nó có một con mà cái ghét có kẻ thả chơi cho nó vui không, cái này là chơi thả chơi cho vui thôi chứ. Ok, đó có hai cái con điện ra rồi đó, mình cho nó giật điện nhau rồi đó. Bắn đi, thả bom đi, đúng rồi, phải thả bom ra để giết cái con này nó mới được. Ấy chết, bên kia có một con nó lết qua nó tấn công gọi là cái giật điện của mình nữa rồi. Hai cái bình điện này là phải bảo vệ nó, bảo vệ hai cái bình điện này mới được. Ok, nó đẹp rồi đó, thấy kết kết cái bình điện rồi đó. Ok, rồi để mình coi cái nó bị điện giật như thế nào các bạn. Vô coi, vô coi, vô nữa, lết vô coi coi để test thử rồi là cái điện này nó dựng như thế nào. Ủa sao vậy kỳ vậy? Bị giật mà không có cảm giác rồi là tê tái gì hết vậy? Chết 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 rồi, mất điện rồi. Bị mất điện rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Này phải lấy bom bom mà ra chơi với tụi nó thôi chứ chơi cái điện này các bộ không ăn thua rồi. Ok, mình buộc phải zombie đông dữ vậy, cái gì mà nó đông kinh khủng luôn á. Ok, cái gì cái mà quan trọng là phải có tiền chứ, kinh phí đang bị eo hẹp cho nên không có quậy được các bạn ơi. Ok, xem sức mạnh của con này như thế nào đây. Trời ơi, nó phóng cái dòng điện bự hơn một xíu chứ không có gì hết các bạn ơi. Chết mình rồi. Tình hình căng thẳng đây. Đóng băng thần trưởng liền. Ok, tình hình hơi bị căng thẳng luôn. Ê, quay, 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 quay. Điện giật. Khi mà cái này nó mạnh lên thì nó mới đủ sức nó giật mấy con zombie các bạn. Ok, mình đồ thấy có lý rồi đó. Giờ xây đâu nữa đây? Ok, xây đây một cái đi. Thu tiền mua đồ mới được. Xem cái bạn hát nhạc này như thế nào nè.
hát nhạc này tấn công thử đó. Ồ, dập dập nó, dập nó. Bạn hát nhạc này tấn công coi nào. Nó có cái như là cái gọi là cái gì đàn mà nó bắn ra mình quên mất tiêu rồi. Điện giật coi, giật coi, giật coi, giật cái nào. Mình coi coi nó giật. Đây đang giật nè, giật 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 cái điện rồi nó ăn. Nó ăn của mình mất tiêu rồi, lấy gì giật. Ok, đóng băng thần trưởng xuất hiện nào. Này phải buộc lòng xài mấy cái mạnh hơn mới được. Để tụi nó ức chế quá. Đây, mình phải đóng băng nó lại mới được. Sử dụng tuyệt chiêu. Nó điện giật. Vô vô bị điện giật nữa nè. Vô bị điện giật nữa nè. Coi nè. Mày hả bưởi vô điện giật nữa nè. Tích điện rồi là mấy trăm watt luôn rồi đó. Giật nó nè, giật nó nè. Sao không giật? Rồi banh lại nó ăn rồi, lấy gì giật? Giật cái nè, giật cái nè. Giật nó, đúng rồi, phải vậy mới được chứ. Ok, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Vậy là hôm nay mình thấy được sức mạnh của cái cây điện giật. Nó phải trồng hai bên nó mới có tác dụng. Còn ví dụ mình để có một cây không là nó bơ vơ, nó không có tác dụng. Ok, mình bung được cái móc thứ 5 luôn rồi nè. He he, và bây giờ để mình vào mình mua cái rương, rồi là cái rương vàng đó. Mua cái rương kim cương vàng, có kim cương gắn nữa. Ok, để xem coi nó có cái gì trong đây. Bất ngờ. Wow, cái cây này là bên cái game cũ có nè. Con này như cái game Việt Nam có nè. Ủa, cái con này hình như là nó lạ quá các bạn ơi. Con này lúc nãy mình mới mở rồi. Con này mình có rồi luôn. Nó không ra con gì mới mới ta. Cái con này mới nè. Ok chứ. Ok, video tiếp theo mình sẽ làm về cái con này cho các bạn xem. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Và các bạn có cái game nào hay thì comment bên dưới video nha. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.